Nếu các bạn muốn mua robot cực kỳ nhanh chóng, uy tín và chất lượng, hãy truy cập vào shopkingrob.com. Tại đây thì các bạn có thể mua được rất là nhiều loại luôn. Đây robot rút nè, robot 120 giờ và robot chính hãng nha các bạn đó. Và shop có thêm một ưu đãi, đó chính là khi mà các bạn top nạp á, đây top nạp thì các bạn sẽ được cộng thêm tiền sau mỗi tháng luôn nha các bạn. Là các bạn có thể được thưởng thêm khi các bạn đủ top luôn, rất là nhiều ưu đãi cho các bạn luôn. Thì cái nào các bạn không hiểu á thì các bạn có thể xem ở đây các bạn thấy nha, đây là clip của shop đây, thì các bạn có thể xem đây, hoặc là các bạn bấm vô phần fanpage cho mình đây, phần này nè đó. Tại có nhiều bạn có hỏi của mình, hỏi mình rút cái kiểu sao á, các bạn không biết á đó, nhưng mà shop đã có cái phần fanpage nè, thì các bạn có thể thắc mắc thì có thể vô hỏi shop đó, là vậy đó. Các bạn chỉ cần gửi nhắn tin này nè đó, thí dụ là tại sao em mua như vậy không được thì shop sẽ trả lời hết tất cả cho các bạn luôn đó, là vậy các bạn thấy chưa đây đó. Nên các bạn cứ yên tâm ha. Thì ở đây có top nạp luôn nè đó, mà khi các bạn được top nạp á, top nạp á thì các bạn sẽ được tháng top tháng là được tới 600 nè, top 1 đó bạn, tới top 6 còn được thưởng nha bạn, nên khá là ưu đãi luôn. Thì các bạn nào muốn ủng hộ shop á thì ủng hộ shop hộ mình ha, tại vì khi các bạn ủng hộ shop là cũng như ủng hộ mình luôn rồi đó. Cảm ơn các bạn rất nhiều ha. Hello, xin chào tất cả bạn ha. Chào mừng các bạn đến với channel của mình là DJ Phẩm đây. Mình sẽ tiếp tục với tựa game King Legacy ha. Thì lần này mình sẽ review cho các bạn một thanh kiếm mới và một món đồ mới các bạn. Cái lần này là item luôn nha, chứ không phải là kiếm như hồi trước đó nữa. Trước đó là King Legacy chỉ ra mấy cái kiếm thôi bạn ơi, không có mấy cái đồ búp hay cái kiểu gì đó. Đó, thì lần này King Legacy đã thêm một cái đồ búp nha các bạn, đó chính là đây. Cái phần búp này nè các bạn. Thì cái này thì mình như mình nói đó, mình xui lắm, mình chưa có ra được cái đồ này luôn á. Nhưng mà cây kiếm thì mình ra được một cây nha bạn. Đây à, cây mới nè, đây nè, cái cây này tên là Suken Blade nữa bạn. Đó, bạn thấy không nè. Thì con cái cây này lấy rất dễ luôn. Các bạn chỉ cần đứng đánh con này nè, đánh con này liên tục nè. Đó, thì sẽ rớt ra cây kiếm này thôi. Bây giờ bật Haki lên cho bạn coi nha. Ủa, bạn thấy chưa, đẹp không? Haki là bây giờ là nút T nha bạn, cho bạn nút Z nữa. Nút Y là Haki né. Đó, còn nút T là Haki tai. Đó, là vậy. Đó, bạn thấy ngầu không? Ui, cái kiếm đúng ngầu luôn á. Wow, đó là vậy. Thì mình cũng sắp full cấp rồi nha các bạn. Nói chung là mình farm, nói chung là full cấp dễ lắm bạn ơi. Đại hơn lên là lộn, chỉ cần 100 cấp hơn đúng không? Đó, chỉ có 100 cấp thôi thì các bạn chỉ cần farm rất là dễ. Thì như mình ha, như mình thì từ để trước khi review á thì mình chỉ các bạn cách farm. Thì như mình thì mình xài trái Venom thức tỉnh đó bạn. Thì cái này chắc khỏi nói bạn nào cũng biết rồi, quá dễ rồi, chứ bạn chỉ cần đứng giữa nè. Đây, xài cái chiêu C nha, Triple Hydra nè, đó bạn nhìn nè. Đó là nó chạy chạy phải không? Chạy vòng nè. Đó phải không? Con là con rồng sẽ chạy vòng rồi các bạn đặt con rắn ở giữa. Ui, mà nó mà một quái trong này sặc hơi đau các bạn. Đó xong các bạn bật chiêu B này lên là xong nè. Đó. Là dồn một đống quái lại là xong rồi đó. Đồ lắc máy luôn mà thấy không? Ủa lắc máy mình luôn á, bạn thấy chưa? Nó là farm cực kỳ dễ luôn nha các bạn. Nói chung là farm cấp nhanh lắm. Cái này là mình đang farm nửa chừng là mình phải nghỉ ngơi cái kiểu mình đánh liên minh thôi nha các bạn. Chứ không thôi là nãy giờ mình farm từ lâu luôn rồi đó. Dễ lắm, nói chung là vậy. Đây, bây giờ tới kiếm à. Đầu tiên quên. Đây cái kiếm. Cái kiếm này hình dạng là hình tròn nha mày. Nhìn giống kiếm mút vậy. Kiểu nó không có sắc sắc lắm mấy bạn. Nó kiểu giống kiếm mút đó, cái phần này nè. Phần này giống kiếm mút nè, còn phần trên này giống kiếm thiệt nè đó. Thì dài, nhọn và dài đó mày không đây. Rồi, chỉ có hai chiêu ha. Đầu tiên chiêu Z là 1000 điểm nha bạn, chiêu 2, chiêu X là 2000 điểm. Wow. Chiêu Z, giờ mình thử chiêu Z trước nha, Aqua Ball nha. Đây. Mình dơi kiếm lên nè. Ủa bạn không? Ui. Và tạo ra một cái quả cầu, quả banh nước hay sao bạn ơi. Đó, xong nổ ra. Bạn không? Ngầu ha. Đó, tại cái tên này Aqua Ball nữa bạn. Aqua là nước nè, Ball là mình nghĩ là quả cầu nước, còn cái Compress là cái gì không biết nữa. Đó bạn không? Ui ngầu ha. Rất là đẹp luôn. Đó, đó chính là chiêu đầu tiên ha. Đây. Thì các bạn chỉ cần đánh con boss bên này là ra nè. Rồi và cái chiêu thứ hai đó chính là Thai Slash. Tide Slash đó. Chiêu đây để thử chiêu này chú biết rồi. Cái gì vậy? Cái tướng gì vậy? Tướng này giống chuẩn bị thục với bạn, kiểu Dũng mày lấy tay lên chọn á. À cái này là hất cái tay lên nữa. À, hất cái tay lên và ra một cái vùng nước nha bạn. Đó là vậy. Hất cái tay lên và ra được cái vùng nước. Đây 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 đây. Đây. Đó phải không? Ui, và trưởng ra một cái đường nước á, giống như chiêu người cá bạn ơi. Đó, thì 2 điểm, 2000 điểm luôn nha bạn. Nên cũng khá là khó nâng đó chứ. Không đùa đâu, mình nâng mắt máu với mắt chắc quỷ rồi. Rồi, giờ mình trưởng vô đây thử nha, trưởng vô con quái nha. Đó phải không? Ui, con quái cũng xài chiêu giống mình đó. Đây, quả cầu nè. Đó không?
Đao, đao nói chung là cũng được nha bạn, nhưng mà kiểu đánh gần mấy bạn, cái chiêu Z đánh gần quá, chỉ được cái chiêu Z đánh xa thôi, đó là chuẩn xa thôi. Cái chiêu Z này cũng khá là gần. Đó là vậy. Rồi ha, thì đây là cái item đầu tiên ha. Cái item thứ hai á, từ từ. Đó, cái item thứ hai mình muốn cho các bạn coi á, đó chính là cái áo choàng của Katakuri hay cái gì á, đúng không? Cái khăn hoàng cổ của Katakuri các bạn. Từ từ để mình nhận nhiệm vụ cho. Để mình vô mình quánh con Katakuri cho bạn coi. Thì các bạn đánh con Katakuri á, sẽ rớt ra nha bạn. Thì như các bạn thấy hồi nãy mình khoe rồi đó, mình đánh nãy giờ mình đánh tới full cấp luôn vẫn chưa được cái gì hết. Bạn bó vô nó quẹt quẹt mấy cái có bạn ơi. Bạn thấy không? Ảo không? Nó rồi, tôi nói cái game này nó ảo lắm. Cái game này nó hack á. Không có gọi là gì ta. Nó. Đúng rồi. Nó sao sao á, nói chung là mình cũng không biết nữa bạn đó. Thì khăn hoàng cổ này nè bạn, đó. Đánh thì các bạn sẽ rớt được khăn hoàng cổ này. Thì đây là item buff nha bạn. Mình không biết là có được cái cây này của Katakuri không nè. Đó cái cây nè. Nãy giờ mình quánh cũng không có được cái gì luôn mày. Không biết con này có rớt ra hai món đồ hay không á, tại vì mấy cái sì quất admin đưa ra là tới hai sì quất mới luôn nha mày, hai sì quất mới nha. Chứ không phải là một đâu. Đó, nên không biết là Katakuri này có rớt hai thứ hay không. Hay rớt một. Rồi. Con Katakuri này khó chịu chỗ là nó hay nhảy ra sau lưng các bạn. Đó. Đó mày không? Đó, xuyên qua. Mình hơi khó chịu tí. Và mình sắp full cấp rồi. Đó, mình đánh cỡ hai con là full cấp ha. Đây. Đó. Cũng khá là dễ đó khi xài Venom nha bạn, khá là dễ khi xài Venom nha. Rồi một con nữa là mình full cấp nè, là 3.300 là đẹp, là chuẩn luôn. Bây giờ mình đánh một con nữa xong rồi mình sẽ qua Arbor review cái item cuối nha bạn, tại vì mình phải đổi ặc mà, đó là vậy. Nhưng mà mình chưa chưa có tính đổi ặc lắm, tại vì mình đang đi tính tính đi thử đi thức tỉnh trái bơm mấy bạn đó, coi nó như thế nào. Còn trái cái trái chấn động á thì từ từ đi, tại chấn động khó ra hơn trái bơm mấy bạn, đó là vậy. Trái bơm thì dễ ra hơn, nhưng mà mình kiểu chưa có thức tỉnh hết được nhá bạn, tại mình đang thiếu game nè. Kiểu mình vô solo với lại con boss ở trong đó đó là hai người xài trái bơm á. Mình nghĩ trái bơm cũng biết trái bơm chưa thức tỉnh luôn nha, rồi quánh chừng nào mới được cái con ở trỏng nè, đúng không? Còn bắt mình là phải đánh được cái con ở trỏng thôi mà, đúng không? Là vậy. Mình đang suy nghĩ làm sao cái cách nào mà đánh được cái con boss ở trong đó bằng trái bơm nè, bựa lắm luôn á. Mà mình trong khi mình đang mắc điểm giác quỷ nữa, hơi khó là vậy. Không lẽ xài điểm kiếm trời. Hết hết rồi hết. Ấy đây đây đây. Biến cái dạng này không thả rắn được hả bạn? Ơi gì mình bị gì ấy? Đó, không có thả rắn được nên hơi lỗ tí, nhưng không sao vẫn được. Đó. Nhưng không phải lỗ tí mà là cái con rắn là mình thấy là cái mạnh nhất của cái Phenom này các bạn. Các bạn thấy không? Đam rất là to luôn. Hít các bạn nhìn cái hít của mình lên nè. Lên hít liên tục luôn rồi mát rồi nè, 3.300 nè. Đó. Hít mình lên liên tục luôn, nhờ con rắn không á mà thả rắn được hai con liên tục mà, nên khá là ngon. 7 8 9. Tự nhiên nâng lộn một cái số vô, trời ơi, giờ nó lẻ 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 khó chịu thế nhờ. Các bạn nào giống mình không? Chưa lẻ 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 lẻ. Bựa thiệt chứ. Rồi từ từ giờ mình đi vô mua ha. Ủa cái ông thức tỉnh không biết chỗ cũ không ta? Có biết ông thức tỉnh nằm đâu không vậy? Ai tan vậy? Từ từ để mình vô mình coi. Ui. Ồ. Trong này thì lấy lồng kính nha bạn, đây đây, trong này thì để cái lồng kính nè, bên kia thì để chân chân ra thấy luôn, còn trong này là để cái lồng kính đẹp quá chứ đó, thấy không nè. Đây là mấy cái lồng kính đây, trái Pika nè, Sibino nè, trái rồng, trái hoa ke, trái phượng hoàng, trái Yami, để trong lồng kính cũng khá là đẹp đó chứ. Rồi vô vô mua thôi, coi bán trái gì không. Mà mình cứ tưởng là trái bắt ma không ha, ai ngờ đó là trái bơm thức tỉnh đó chứ. Trái bơm thì lúc nào, ui mua chi đang bán nè. Trái bơm thì lúc nào cũng bán ha, nên các bạn yên tâm, thức tỉnh lúc nào cũng được hết á. Mà quan trọng là trái hoa ke nè, mình đang đợi trái hoa ke bán nè. Ở Big Mom có bán không? Big Mom đâu có dễ bán vậy được. Mà xì chinh mình hình hình ủa hết vĩnh viễn rồi sao á. Ồ lộn, Venom. À Venom mình được vĩnh viễn. Vậy là mình được bạn nào tặng đó bạn ơi. Cái đó mình không biết luôn, không để ý luôn á. Hay sao á. Đúng không? Chứ mình cũng có thức tỉnh trái trái Gravity nè, mà trái Gravity mình cũng phải mua rồi bạn không nè. Đó là vậy. Rồi bây giờ chắc mình mua trái bơm đi ha. Rồi bơm. Thì trong khi mua bơm thì bắt buộc phải có thêm một trái giống trái bơm nữa mình mới đi thức tỉnh được nhá mày. Đó. Nên bây giờ mình nghĩ là cái chỗ random phải về tuốt ở kia hả? Trời ơi. Nó về tuốt kia rồi, cái thuyền nhỏ nhỏ dưới đây có ai mua vậy? Trời ơi cái thuyền. Ui ơi, giờ mà ai đi thuyền đó nữa, có tiền rồi, farm nhiều tiền rồi, mua cái thuyền bự lên. Rồi đè mất cái thuyền nhỏ luôn. Ủa, thuyền nhỏ đâu rồi? Ủa, tưởng đè mất chứ.
Rồi mình không biết cái chỗ thức tỉnh nằm đâu ta. Ấy, chỗ thức tỉnh nằm đâu trời. Ai cái chỗ thức tỉnh mình không có nhớ nằm đâu luôn á bạn. Từ 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 để mình mò vòng vòng quanh đây ha. Toan rồi, chỗ thức tỉnh nằm đâu trời. Không dễ giờ lên YouTube coi trời. Cái chỗ thức tỉnh nằm đâu trời. Hoặc là mình đi vòng vòng đây mình tìm nữa bạn. Đi vòng vòng cái chỗ này tìm cái chỗ thức tỉnh. Mà trước khi tìm được á mình phải random ra trái bơm nhé bạn. Thì trái bơm chắc dễ ẹt cái gì. Random dễ ẹt ha. Nó cơm mon nữa bạn, quay mới phát là ra. Mà cái tiền này là mình không farm, mình không có farm Kaido nhé bạn. Mình farm mấy con quái bên này rồi đó. Mấy con quái bên này đó bạn là được 5M đó bạn không. Tiền lên đúng đã luôn á. Nói chung là mấy con quái bên này tiền nhiều lắm. Các bạn không cần farm Kaido cũng được nữa. Tiền cũng khá là nhiều luôn. Lúc đầu các bạn thấy á, cái clip trước á là mình còn có 900k đúng không? 900 hàng triệu á, đó mình farm farm max cấp thôi là mình lên được 5 triệu rồi nè. Đó mày không? Farm nói chung là cũng khá là dễ. Easy lắm. Nhưng mà tại mình xài trái Venom á, còn mấy trái khác thì mình không có biết chắc nữa. Kiểu vậy. Rồi bây giờ xài trái bơm rồi ngồi lướt khùng vậy. Trời ơi trời. Nhưng mà mình vẫn chưa biết thức tỉnh đâu trời ơi. Vậy thôi chắc mình là mình random ra trái bơm xong mình mấy bạn đợi mình một tí mình lên trên chắc trên lên trên YouTube coi các bạn ơi. Đó coi mấy anh nước ngoài, mấy ông nước ngoài chỉ chỗ chứ mấy cái chỗ mấy kiểu tìm này mình chịu bạn ơi. Mấy cái tìm này mấy ông nước ngoài ghê lắm nè. Tìm hay á. Kiểu vậy. À, cái chỗ tỉnh năm nay hả? Này đúng không? Cái nhà này đúng không? Ở cái này nhìn quen vậy. À cái nhà này rai hả? À vậy là cái nhà này rai hả bạn ơi? À cái nhà này là rai, đi rai. Thì cái chỗ thức tỉnh sẽ nằm ở đâu ta? À cái nhà thức tỉnh mình nhớ các bạn hình như màu hồng hồng hay gì á. Đúng ta. Ủa? Cái chỗ random. Rồi đi lố rồi. Bơi trong này có đạp không? Trời nổ. Rồi nổ. Nổ. Quăng cục. Ui cục sai, ơi cục sai. Đi theo. Ui. Trời ơi cái chiêu vậy mình sao mà đánh cái con kia. Vãi thiệt sự. Rồi, random cái từ từ. Làm ơn, bây giờ tôi cần bơm đó. Đừng có ra một cái re nào hết á. Ừ, nè bơm luôn nè. Bơm à. Đúng dễ luôn á bạn. Không sao, không sao. Nhưng bây giờ là đợi mình một tí để mình lên YouTube mình coi nhé bạn. Chứ mình chịu rồi đó. Thì hiện tại là mình lên coi mình vẫn không chưa thấy ai chỉ nhé bạn. Nên mình có nhờ Bo đi tìm vòng vòng đi. Tại Bo xài trái rồng á bạn. Tìm được và thấy là kìa, bị bển kìa. Đây để mình qua. Ok luôn, hợp lý luôn á bò ơi, hay quá. Hợp lý. Cái gì mà đâu cũng bệnh vậy, tích xa vậy. Trời đã ăn trái bơm khổ rồi. Ê, đừng có trái bơm được thêm một cái chiêu ba như mình nói mà chiêu ép hay gì đó. Không phải chiêu ép lộn. Lockroot là chiêu ép chứ bên này thì mình nghĩ chiêu ba là chiêu E. Đó, à bên này, ok. Vậy cũng gần mà. Được cái nhà. Đây. Rồi còn trái bơm đúng không? Cho trái bơm luôn. Ủa cái gì bển nha? Cái thuyền à. Rồi. Ủa giờ vô hả? Vô chưa? Vô đánh chưa hay là thức tỉnh luôn? Rồi. Ui, giờ sai trái bơm đánh hai thằng bơm đánh với nhau đánh chừng nào sống. Trời ơi là trời. Rồi vô. Ui, thôi. Cái gì vậy? Ôi, từ từ. Cái gì vậy? À có chịu máu à, con cũ hình như nhiều máu hơn đúng không? Ủa con cũ chịu máu luôn hả? Rồi trái bơm sao quánh? Trời ơi. Mà chưa gì thấy vô, chưa gì bắt nhảy. Ui. Mạnh nhảy. Trời ơi chưa gì mới vô khúc máu rồi trời ơi. Vãi thiệt. Chưa gì bạn ha, mới vô mình nhảy vô á. Hình như bơm, chính mình nha, chính mình nhảy vô bơm á. Thì mình mất hút máu luôn rồi, trời ơi là trời. Mạnh vãi luôn các bạn ơi. Bơm này được nha. Mình thấy bơm thức tỉnh là ổn á. Còn mấy chiêu này hình như là toàn chiêu gần không các bạn ơi. Full chiêu là gần hết luôn. Có đúng chiêu bơm này là xa nè. Đó. Là vậy. Đó, ráng thôi bạn ơi, giờ ráng thôi sao giờ. Tôi tự nhiên mạnh như ta làm boss mạnh quá. Rồi trái bơm này sẽ khó thức tỉnh thật sự á. Đi vòng vòng câu nè. Có mấy bạn thức tỉnh được cái bơm mình nghĩ là nâng mắt kiếm á. Phải nâng một là mắt kiếm, hai là nâng mắt melee á bạn. Đó. Ui quăng cái bơm. Ui thấy rồi nha, thấy rồi. Tôi thấy rồi. Đó. Thì
thì may ra mới né được các bạn, mơ lộn mới may ra mới vượt được, chứ mình nâng mắt chát quỷ mình đi cái này thì khó nha mày, đó khó vãi luôn á. Giờ đứng từ xa chuyện trưởng ráng thôi sao giờ, đó lướt lướt thôi, ráng câu giờ còn tí thôi rồi ha. Thì các bạn đợi mình thức tỉnh xong ha, mình đánh con boss này còn tí ra, chứ mình thấy mình nên mình tập trung nè, mất công mình vừa nói mình đánh thì hơi khó á bạn. Đó là vậy, quên mình có hồi máu melee nữa mà, quên có đăng ký để làm gì đó. Chạy 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 chạy, tới rồi kìa, tới rồi kìa, tới rồi kìa. Rồi ha, mình sẽ đánh còn tí rồi quay tiếp cho các bạn coi ha. Rồi thì hiện tại là con boss còn tí máu nha bạn, đó xíu nữa là xong rồi. Đây rồi, hoàn thành. Trời đất ơi, đánh nãy giờ đúng lâu luôn á bạn, mà từ đợi 10 giây cho lưu nè. Trời, tính ra đánh lâu vãi luôn á. Ồ ôi là trời, mà quên lưu xì ba mới gần rồi bạn ơi. Tele xe bờ thường chắc luôn. Này kiểu này là ra xe bờ thường rồi. Nhưng mà cái chỗ này cũng gần nha bạn, kiểu mình đi thuyền qua là tới à, chứ không sao đâu. Cái gì vậy? 3 năm không gặp gì vậy? Cái gì vậy? Ai vậy? Rồi, ủa, cái đường ra đâu rồi, đây. Thì mình ra xe bờ thường nha bạn, nên kiểu đi tới hơi xa chút á. Nhưng không sao, mình nghĩ là mình có thuyền xịn quá bạn. Đó, đi cũng lẹ nha. Thì xong cái này, ơi muốn gì vậy? Ơ, có thuyền đó luôn à. Ê, thuyền này đi nhanh hơn không? Ê, nhìn thuyền này nhỏ hơn nữa bạn, nên mình nghĩ là chắc nhanh hơn á. Nhiều. Ui, ui, 80, thuyền kia nhiêu? À, thuyền kia 100, chậm hơn 20 hả bạn. Ui, giờ có hiệu ứng nước luôn nè. Oh, đẹp ha, cái hiệu ứng nước đó bạn, đó cái hiệu ứng nước đây nè, nhìn cũng khá là đẹp ha. Đó là vậy. Ôi nhìn nước kìa, ảo ha. Rồi để tới cái coi coi cái trái bơm này thức tỉnh thì sẽ tốn bao nhiêu nha bạn, kiểu tốn ít hay nhiều á. Xong thì mình sẽ quạt bo, mình review cho bạn cái item ha, cái item của category cái búp cái gì á là xong nha. Đó kiểu vậy. Thì thì trái bơm này đánh thì hơi cực thiệt các bạn, nhưng mà trái wake thì mình nghĩ là dễ hơn. Tại wake chiêu mạnh lắm các bạn ơi, chiêu wake đâm to nữa mà. Đó, khi mất trái quỷ á, vô đánh với con boss đó được. Ê, đâu có được, con boss nó sẽ thức tỉnh mà đúng không, vô nó ập 4 cái sóng thần chứ. quên 4 cái sóng thần là toàn các bạn chứ, các bạn không thấy hả? Một cái đao chiêu đam bơm của con boss là mình mất 10.000 máu á nha, là một phát là mình thục còn con là còn có một phần tư máu các bạn, tại bốn chục đi, tính 40 cho tròn nha. Đó, một phát 10k là còn một phần tư máu mình liền luôn á, một khúc luôn á trời, rồi hai phần hoàng luôn, làm gì ghê vậy trời. Ê hết đầy. Ê cứu từ trời vãi. Sao giết bo trong này cho nhảy ít vậy? Nhảy con tí là hết á. Trời, nguy hiểm vãi. Rồi nhảy 2, 3, 4. Có 4 lần à. Gì kì vậy? Sửa lại hả ta? Cho nhảy ít quá hay sao bạn ơi? Gặp trái bơm không có nhảy được nữa. Vãi thiệt. Thôi toàn rồi. 1, 2, 3, 4, 5. Có... Từ từ nha, lại nữa nha. Chắc mình đợi hơi lâu nha các bạn, đợi lâu đó nha. Solo lên nữa. 1, 2, 3. Rồi, trời ơi, mừng quá trời ơi. Ủa rồi, nắm đâu ta? Dưới đây đúng không? Ủa? Nắm đâu? À, dưới đây nè. Trời ơi, cái nhà này mình tưởng nó màu xanh lá cây trùng với cái màu này, mình tưởng là không thấy luôn. Rồi, coi được cái gì. Trời ơi, 200, 100, 100 gữ. Vậy mình thức tỉnh được chiêu ít thôi nha các bạn. Chiêu ít hồi nãy là như là nổ đúng không? Nổ ra đúng không? Rồi chiêu ít giờ làm gì đây? À, quăng trái bơm. À, chiêu ít này lần này là quăng trái bơm đó bạn. Bình thường chiêu ít là chỉ có nổ bình thường à, bây giờ là quăng cái trái bơm ra. Đó, thấy không nè. Đó, mình cầm trái bơm lên trên người nè. Quăng. Rồi, vậy thôi nha các bạn. Vậy là xong. Rồi, bây giờ mình sẽ đổi qua bo nha các bạn, thì mình sẽ ráng cày thêm game đã chứ. Chưa gì mình thấy cái trái gì ta, trái bơm không là thấy 100 trăm cử là cỡ 500 game á bạn. Từ từ để cho bạn này chụp hình đi, mình tính lại rồi. Ở lộn cho bạn này chụp lại, lộn rồi mình tính lại đây. 150, 250 nè, 300 nè, 400 nè nha, 400, từ từ, 150, 150 là 300 nè, đúng không, 100 nè, 150, 300, 500, 525 game nhé bạn.
525 game. Trời phải thiệt. Thôi chịu. Rồi bây giờ mình sẽ quạt mơ review cái item cuối cùng là xong nha các bạn. Rồi thì không phải là một item nữa nha các bạn, mà là hai item luôn. Tự nhiên mình bấm vô kho đồ bo thì những cây kiếm này thì chứ mình muốn xóa game ghê chứ. Cái cây kiếm này đúng ảo luôn, như mình nói ha, mình đánh vô biển lần cái con lần này chắc mình nghĩ là con lần thứ 100 rồi đó, không rớt cây kiếm nha. Thằng bo đánh đúng một con đầu nó vừa qua nó ra được, rớt được cái cây tâm kiếm với Zoro nữa bạn. Legendary nè, thấy tức chưa, không muốn coi nữa, chẹp lo bên đi. Tiếp theo hai item nè, thì cái item này á thì các bạn tăng được 100 máu, 3% vô đam giác quỷ ha. Thì cái item này thì các bạn đã đi rai, các bạn đánh mấy con bo, mấy con quái trong rai sẽ rớt ra ha. Đó thì bo nói là vậy chứ mình không có biết nha các bạn. Đó thì bo đánh rai rớt ra thì mình chưa có đi rai nữa. Còn cái bên này là như mình nói đó, thì đánh category là các bạn sẽ rớt ra ha. Thì các bạn sẽ được 5% đam vô giác quỷ, reduce fruit đam 10% là gì, giảm đam từ nhận vào từ giác quỷ ha, đúng không? Cái này mình nếu mình không nhầm là vậy các bạn. Từ trời ơi khó làm gì cũng vô dịch. Redo là gì? Có cái gì viết gì quên đây. Cái gì? Từ. Redo xe. Giảm các bạn ơi, đúng rồi, chuẩn rồi. Thì mình sẽ nhận giảm sát thương từ chát quỷ 10% nha các bạn. Ồ khá là ngon đó chứ. Đâu mặc vô thử coi. Rồi mặc vô chưa vậy? Mặc thẳng vô người luôn hả? Rồi cái đồ này sao thấy? Trời ơi, rồi cái đồ này khỏi thấy luôn. Chấm hỏi luôn, quỷ bò. Từ, tháo cái đồ ra nha. Tháo cái gì, giờ tháo gì ra đây? Tháo cái đầu thôi đúng không? Tháo cái đầu là đủ thấy rồi mà. Đây còn tháo con mèo luôn không? Tháo hết đi. Để coi cái áo nó như thế nào các bạn. Rồi cái áo đâu? Bỏ cái đồ mèo luôn. Ủa, chưa quýt hả? Ok, chưa quýt. Nè, xài vô nè. Rồi, tháo cái quần, tôi tháo cái áo mà. Vãi game thiệt. Rồi, mặc vô. À, đây nha các bạn, đây, thì cái áo như vậy nè. Nhưng mà tối thu vậy trời. Trời ơi, tối thu vậy nè. Đây, đó, thì cái áo sẽ như vậy. Cái gì vậy? Ê, hình như nghe tiếng vô biển đâu đây đúng không? À, sẽ bờ thượng mày ơi, thôi kệ đi. Rồi đó, thì cái áo sẽ như vậy đó bạn, đó bạn thấy nha. Rồi thôi, chắc mình kết thúc clip tại đây ha. Rồi từ chắc mình đổi cái nón cho bạn coi luôn ha. Coi cái nón luôn đi. Đây. Cái nón luôn. Đó. Ủa ra gì ra rồng luôn hả? Ra cái đô luôn ghê hả? Sao dịch cái đó mắc cười nè. Rồi. Chắc mình kết thúc clip tại đây. Thì các bạn nào tới hay cho mình xin một like, một subscribe của mình mới có động lực làm những clip hay nữa ha. Còn giờ thì bye bye.